Hi, xin chào tất cả anh em nha. Nay lên cho anh em một con máy nhập xài phí siêu vip luôn. Động cơ Isuzu E3A E1 1.296 lít ha. Con này thì 27 đến 30 HP, tua từ 3.000 cho tới 3.500 tua ha. Con này thì phải nói là nó cực kỳ vip đây. Anh em có thể thấy ha. Nước sơn lóc trời, cái máy này Tokyo Radio DTD Gia Băng, những con ốc ác rồi nè anh em thấy không, giống như là mình đi nhuộm lại anh em. Số seri nè 218744. Anh em mua máy thì gọi video xác nhận lại máy, chuyển khoản cọc và em sẽ cứ ship đi ha. Đó, gọi video là xem tình trạng máy lại đó, nó phải đúng cái máy này không, đúng cái số seri không. Đây là số seri thì một máy nó chỉ có một số thôi anh em, không có hai số đâu. Từng chi tiết luôn anh em có thể thấy được thôi, nó mới kinh khủng khiếp luôn. Nhật quên xài này, mua về nhật mua về xong rồi bỏ kho luôn anh em. Đây nè, heo bét nè. Có những cái con máy chất lượng mà nó như thế này thì anh em chạy thì nó mà để hư được mấy con này thì chắc hơi khó à. Vừa xài vừa phá đời đó nè anh em thấy không. Đây nè, cái lò xo, cái lò xo nước mà nó còn 7 màu này, được 7 màu luôn. À, cái bô nè, anh em dòm cái bô nè, cái bô mà nó chưa nổ sơn luôn nè, ốc bô nè, bô nó còn 7 màu thì anh em nghĩ đi đó, mấy con này thì nó xài nhiêu. Đời đời ốc chụp mũ luôn nha, nó Isuzu đời chụp mũ nè, đời cao đời sau này á, nó có hai đời, một đời chụp mũ với đời không chụp nè. Những cái chi tiết nè anh em thấy không, thì cái máy lâu lắm rồi mới gặp được những cái con máy như thế này. Nói chung là không có nhiều đâu anh em, về mình về 10 con thì cao lắm mà được một con à. Đó, thì những con này đó thì anh em hỏi sao mà nó rẻ thì nó đâu có được vậy anh em. Đó, anh em thấy không, cái nước nào mấy cái lượt này thì anh em về anh em chịu khó thay giùm em ha. Chân nè, chân thì nó xài khác cho hai màu nè anh em thấy không. Đó, lóc là xanh nè, đen nè, thấy không? À, từng đường keo chỉ là còn nguyên zin hết nha. Máy là em bao cho anh em chưa bung, đó. Không có vụ mà rã ra mà chưa bao, chưa xả gió cho anh em luôn. Đây nè, cái dài nè, đời sau này nè, anh em thấy không? Từng chi tiết luôn nè, ốc khác nè, anh em thấy không? À, tắt máy nè, tắt máy này thì em cũng vẫn để theo luôn nha. Anh em về xài tắt điện thì đấu vô, còn không xài thì xài tắt cơm, đó. Bánh đà, đèn mun, từng chi tiết luôn. Isuzu 1.296 mày quá mới. Cần tắt máy nè anh em thấy không? Đó, còn tắt điện thì anh em mình vấu cái này vô đây nè. Đó, tắt điện. Đó. Rồi, con này em báo giá cho anh em với giá là 16 triệu ha. Đó, anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Số điện thoại em để trên màn hình video ha. Đó, máy móc thì còn về rất nhiều. Đó, anh em thương hưởng mẫu. Rồi, một lần nữa xin chào anh em. Cảm ơn anh em đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cửa hàng em ha. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.